chủ, tự tầm soát, tự xét nghiệm và tự chịu trách nhiệm là phương châm phòng chống dịch COVID-19 đang được các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên ý thức chủ động triển khai thực hiện. Mở cửa phục vụ khách tại chỗ trong bối cảnh dịch bệnh, quán ăn này đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho khách và hoạt động bền vững của mình. Cùng với quét mã QR tại khu vực cửa vào, những tấm kính chắn cũng được quán lắp đặt để đảm bảo khoảng cách cho khách hàng. Có một số khách hàng thì họ cũng tự quét mã vạch đấy. Có những người thì họ quên thì mình cũng nhắc khách là quét mã vạch đi cho cẩn thận hơn. Bởi vì khi có những sự việc gì mà nó xảy ra thì mình dễ tìm hơn, truy vết để tìm truy vết cái F0 hay F1. Phường Ngô Quyền sau khi ghi nhận những ca F0 trong cộng đồng, các trường hợp liên quan phải thực hiện cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, mọi sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường trong điều kiện tự chủ động phòng dịch. Đặc biệt, trong ngày lễ Noel năm nay, giáo xứ Vĩnh Yên đã chủ động tạm dừng thánh lễ. Tuy nhiên, chủ động phòng dịch từ xa, lực lượng công an thành phố Vĩnh Yên đã chủ động các phương án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Công an thành phố Vĩnh Yên vẫn triển khai lực lượng phương tiện để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lễ Noel, phòng ngừa phức tạp liên quan dịch bệnh COVID-19, đồng thời cũng phòng ngừa các hoạt động mà số thanh thiếu niên hoặc đối tượng xấu lợi dụng lễ Noel để có hành vi gây ảnh xấu về an ninh tự trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, song ý thức của cá nhân, sự chung tay của người dân được xem là một trong những yếu tố quyết định để chung sống an toàn trong điều kiện bình thường mới. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện liên tiếp các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở nhiều địa phương. Trước tình hình trên, để hạn chế dịch bùng phát, nhất là trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường xét nghiệm sàng lọc, phát hiện và kiểm soát dịch ngay từ mỗi gia đình, khu dân cư, mỗi cơ quan, đơn vị. Đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, hạn chế di chuyển khi không cần thiết để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình. Các địa phương nâng tỷ lệ xét nghiệm tầm soát lên ít nhất 10-20%, tăng cường xã hội hóa xét nghiệm, tầm soát ngẫu nhiên hàng ngày và luân phiên hàng tuần tại các hộ gia đình, khu dân cư. Các doanh nghiệp phải chủ động nâng tỷ lệ xét nghiệm tầm soát lên mức tối đa khi nguy cơ cấp độ dịch tăng lên. Tổ chức tiêm ngay lượng vaccine đã được phân bổ để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19. Phần đầu đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tiêm đạt 100% mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ trường hợp chống chỉ định. Đạt 100% số trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1. Đối với những người đủ điều kiện tiêm chủng nhưng cố tình không tiêm vaccine phòng COVID-19, nếu mắc COVID-19 phải chịu trách nhiệm và phải tự chi trả các chi phí điều trị. Tiếp tục chương trình là tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2021, tổng số ca nhiễm 2.395, tổng số ca bình phục 1.528, số ca tử vong 6, số ca nhiễm trong ngày 104, trong đó 18 ca đã cách ly tập trung, 67 ca tại cộng đồng, 19 ca cách ly tại nhà. Số bệnh nhân đang theo dõi điều trị 861, số trường hợp F1 hiện đang cách ly 1.729, số trường hợp F2 hiện đang cách ly 772, số trường hợp đang cách ly tập trung 3.240, số trường hợp đang cách ly tại nhà 2.648, số trường hợp đi về từ vùng dịch trong ngày 144, tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh 1.661.635 mẫu.